Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì nhiệm vụ của cái tựa game này nó yêu cầu là các bạn phải join vào group. Thì join vào group dễ rồi đúng không các bạn? Thì các bạn join vào group là các bạn bấm vào cái dòng chữ nhỏ ở phía dưới cái tên game đấy, chính là group đó các bạn. Rồi các bạn bấm join thôi. Và nhiệm vụ thứ hai nó yêu cầu là các bạn phải win 25 lần. Các bạn chơi win 25 lần thì các bạn cứ chạy lên tới trên đỉnh của nó là sẽ được một lần win nha các bạn. Thì cái trò này cách chơi nó khá là giống với cái trò leo cầu thang của cái vật phẩm kiểu pixel đó. Nó giống y luôn các bạn, cái tựa game này nó làm lại nhìn nó đẹp hơn. Nhưng mà nó cách chơi nó giống y cái tựa game đó luôn. Thì là tầm bao nhiêu giây đó, tầm 10 giây là nó sẽ đếm ngược 10 giây xong rồi nó chọn cái màu. Sau khi hết đi thời gian thì các bạn phải đứng vào cái màu đó. Còn không thì các bạn sẽ rớt xuống dưới và các bạn đi lại. Thì cái này do mình join vào một cái server nó bị lỗi hay sao các bạn, nó không có đếm ngược thời gian. Nó bị lỗi hay sao nó đứng mãi chỗ green và nó AFK luôn. Và mình lên tới trên đỉnh thì nó cũng không tính cho mình một lần win luôn. Thì nếu mà bạn nào gặp tình trạng như mình thì các bạn thoát ra vào lại một server mới nhé. Và nhiệm vụ thứ ba nó yêu cầu là các bạn phải on trong game được 2 giờ, tương đương với lại 120 phút đó các bạn. Và các bạn phải verify Discord. Thì các bạn bên cạnh nó có cái verify đó các bạn. Thì nó có cái dòng Discord đấy. Các bạn copy cái dòng đó join vào group của nó là được nha các bạn. Các bạn join vào trong Discord xong các bạn quay lại đây bấm verify là được nha. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký, nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.